máy sấy thăng hoa làm lạnh khô thực phẩm dưới âm 40 độ C. Lúc này bơm chân không sẽ tự động bật, đồng thời tạo ra lực hút mạnh xung quanh thực phẩm. Trong khi các khay đựng ấm dần lên thì thực phẩm vẫn còn đông lạnh. Một quá trình được gọi là thăng hoa sẽ xảy ra nhằm loại bỏ nước khỏi thực phẩm. Điều này cho phép thực phẩm vẫn giữ được hình dạng, hương vị và dinh dưỡng như ban đầu. Quá trình này diễn ra trong khoảng từ 20 đến 36 tiếng. Cảm biến thông minh sẽ xác định được thời điểm quá trình sấy thăng hoa kết thúc và còi tự động sẽ báo cho bạn biết. Việc này là hoàn toàn tự động. Trên đây là nguyên lý hoạt động của máy sấy thăng hoa. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline trên màn hình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.